Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món mì căng. Để làm mì căng là mình sẽ dùng bột Vital Wheat Gluten, là một bên Việt Nam kêu là bột làm mì căng. Thì cái này mình có thể mua được ở các chợ trong cái hàng bột, và nó thường nằm gần những cái bột nổi với bột với những cái yeast đồ này nọ. Thì còn mình mua cái này là cái hộp 3,5 pound, rất là nhiều. Các bạn không có xài nhiều thì các bạn có thể mua cái gói nhỏ. Nếu các bạn không thấy thì các bạn có thể lên Amazon, họ bán rất nhiều hiệu. Và mì căng, để làm mì căng mà bằng cái bột này rất là đơn giản. Mình chỉ cần 1 cup bột mì căng và 1/4 hoặc là nửa muỗng bột nổi, baking powder. Phần bột nổi mình có thể gia giảm. Nếu mình muốn làm cái mì căng mềm thì mình cho 1 cup bột thì nửa muỗng cà phê, nửa teaspoon bột nổi. Còn nếu mà mình muốn dai hơn thì mình cho 1/4 muỗng cà phê bột nổi thôi. Và cho 1 cup bột mì căng thì mình sẽ dùng 1/4 muỗng muối, 1/4 muỗng đường và 1/4 muỗng bột ngọt hoặc bột nêm, hoặc không cho cũng được, tùy ý các bạn. Thì lần này mình sẽ làm, mình muốn làm cái mì căng mềm một chút để mình làm món chả và món thịt. Thì mình làm nửa muỗng cà phê baking powder. Mình cho bột mì căng vào và tất cả các gia vị và bột nở, và mình sẽ cần 1 cup bột mì căng thì mình sẽ cần 2 cup nước. Bây giờ mình sẽ trộn các gia vị và bột nổi chung với cái bột mì căng lên cho đều. Xong rồi mình sẽ chế nước vào hết một lần, đừng chế từ từ, và khi quậy bột mình cũng quậy nhanh tay. Bởi vì cái mì căng nó hút nước là nó sẽ định hình luôn, cho nó không có tan ra như là bột làm bánh bánh bông lan hay là bột mì thường. Xong rồi mình sẽ để đây cho nó thấm nước, nó hút nước khoảng chừng 10-15 phút là để cho nó hút nước, cho nó nở bột ra. Bây giờ sau 15 phút thì bột nó đã ngấm hết nước, mình sẽ dư được cái phần nước này. Bây giờ mình trút ra để mình lấy mì căng. Bây giờ là đã thành mì căng rồi. Phần mì căng này mình sẽ lấy một nửa ra mình làm một món, và một nửa kia mình sẽ làm món khác. Một nửa này mình sẽ cho vào thì là để mình làm món chả cá thì là. Nếu mà mình định làm chả cá thì là ngay từ đầu luôn, chỉ có một món này thôi, thì mình có thể cho cái thì là vào khi mình trộn bột. Mình được một viên chả cá lớn như vậy, mà mì căng khi mà nếu mà mình muốn chiên với lại khi mình hấp á, thì nó sẽ nở ra lớn, thành ra mình phải đè cho nó mỏng đi một chút, đè cho nó mỏng đi, tại vì nó một mì căng là bây giờ nó thành mì căng rồi thì nó dai lắm, mình không có banh banh nó ra như vậy được nữa, mà mình phải đè nó xuống để đó cho nó mỏng ra bớt, rồi là mình có món chả cá thì là. Nếu các bạn muốn, các bạn có thể cho thêm một ít rang biển sắc nhỏ vào cho nó có cái mùi seafood, mùi như cá. Còn mình cũng có thể làm thành như là thịt gà, thịt vịt. Mình kiếm cái rổ mà nó có những cái lỗ mà nó hơi vuông vuông như vậy.
rồi mình bỏ cái miếng mì căng lên, mình cũng lấy đồ mình đè cho nó xuống, mình đè xuống thì nó sẽ ra một cái hình là như là gia vị, như là gia vị da da gà vậy. Mình dằn miếng mì căng ở trên cái rổ có cái lằn như vậy thì nhìn nó giống như miếng thịt, thì mình có thể chế biến các món ăn như là vịt hay là gà, thay cho đồ mặn thì mình dùng mì căng như thế này nhìn nó giống thiệt hơn một chút. Hoặc là các bạn cũng có thể gói lại như vậy rồi đem đi hấp khoảng chừng 20 phút, thì các bạn có những cái cây thịt chay để chế biến theo ý muốn thì có thể xắt ra làm thành thịt xào, hoặc có thể để nguyên miếng như vậy làm thành thịt xá xíu. Mình có thể chế biến rất rất nhiều món với mì căng làm như thế này. Và khi mà các bạn làm xong rồi, các bạn có thể cất freezer, tủ đá để khi nào cần là có thể xả đá ra là có mì căng để sử dụng. Bây giờ mình sẽ chiên miếng chả cá. Dầu nóng rồi mình hạ lửa xuống medium thôi. Và mình sẽ đậy nắp lại để cho nó chín ở trong. Mình để lửa nhỏ cho nó chín từ từ ở bên trong. Rồi mình sẽ bật lên lại cho nó vàng và nó thành chả chiên. Mình đã chiên hai mặt vàng rồi, các bạn coi này, nó nở nè, nở hơi kia, nhưng mà chút nữa nó nguội nó cũng sẽ sạch xuống một chút. Và như vậy là hôm nay với món mì canh, một cách làm rất dễ dàng và đơn giản, mình có thể biến tấu ra thành nhiều món khác nhau. Và hôm nay mình làm được món chả cá và một món thịt gà, thịt vịt chay. Mình sẽ làm một clip chia sẻ với các bạn một cách làm thịt chay mà rất ngon, để mình có thể chế biến ra được nhiều món khác nhau và sử dụng cái món thịt chay đó. Hy vọng là các bạn thích món này ngày hôm nay, và chúc các bạn thành công.